Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng. Với hướng dẫn này thì nhiều địa điểm áp dụng bắt buộc đeo khẩu trang. Bên cạnh đó thì hướng dẫn cũng bỏ bắt buộc đeo khẩu trang ở nhiều nơi, trong đó có trường học trung cư. Vậy theo các chuyên gia những điều chỉnh mới về quy định đeo khẩu trang đã phù hợp hay chưa? Thì ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội và ông cũng là người tham gia đóng góp ý kiến vào hướng dẫn mới này. Trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng là biên tập viên Nguyễn Hạnh và cuộc trò chuyện này cũng sẽ khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng đã nhận lời mời tham dự chương trình. Vừa qua thì bộ y tế đã đưa ra những cái hướng dẫn mới về sử dụng khẩu trang. Ông có thấy là những cái quy định này phù hợp với thực tế không ạ? À, cũng tương đối phù hợp. Có lẽ là là, 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 là dịch thì của chúng ta cũng đã bình ổn được mấy tháng rồi mặc dù là hiện nay thì vẫn một ngày vẫn có vài ba ngàn ca nhưng mà nhìn chung so với lại cả nước những năm ngoái năm kia rồi thì so với các nước trên thế giới thì về cơ bản là chúng ta đã có thể khống chế được dịch Thế cho nên là việc thay đổi lại cái bếp pháp phòng ngừa làm sao đấy nó vừa là phòng chống được dịch nhưng mà vừa là đảm bảo cái sinh hoạt rồi thì làm việc bình thường của người dân thì là là cần thiết. Cho nên là các biện pháp thay đổi về khẩu trang trong đó khẩu trang là cái biện pháp quan trọng cũng rất cần phải thay đổi. Vâng, nhưng mà rõ ràng trên thực tế thì chúng ta đã thấy là từ khá là lâu rồi, mấy tháng trước thì người dân đã tự nới lỏng cái quy định đeo khẩu trang cho mình. Và ông có nhận thấy là những quy định của Bộ Y tế thường đi sau so với thực tế đời sống không ạ? Thực tế là À, tôi được biết là bộ y tế thì cũng thảo luận cái đây vài ba tháng rồi nhưng mà bây giờ mới đưa ra à, kể là cũng muộn bởi vì là một ngày à, cứ mỗi người mà sử dụng một hai khẩu trang mà mà với cái 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 quy định 5k trước đây thì nó cũng à, một lần nó gây à, ảnh hưởng sức khỏe phiền hà trong làm việc. Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến tốt kém đến à, cái, cái cái kinh phí của người dân. Đấy, và sự thay đổi này muộn nhưng mà cũng là một cái điều đáng mừng. Vậy thì ông nắm được là theo những quy định mới như thế này thì chúng ta phải bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi nào ạ? Tôi nghĩ là trong cái quy định thì những cái khu vực ví dụ như là ở trong các bệnh viện, nhân viên y tế thì theo cái quy định thì việc sử dụng khẩu trang nó có từ bao nhiêu đời nay rồi. Thì những cái tình huống mà anh trực tiếp tiếp xúc với người bệnh rồi thì anh vào cho cái khu cách ly rồi thì À, anh um, thực hiện các cái lấy mẫu bên các cái bệnh phẩm mà của những bệnh nhân nghi nhiễm chẳng hạn thì anh bắt buộc phải mang khẩu trang à, chứ còn lại những cái khu vực hành chính hay là những cái khu vực mà à, không trực tiếp xúc với người bệnh thì chúng ta cũng không cần thiết phải mang khẩu trang thế còn một cái đối tượng nữa cũng bắt buộc phải mang khẩu trang mà cái điều này là rất cần thiết nhưng mà ý thức của dân mình còn chưa tốt tức là những cái người mà mình thấy có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tính mình bị ho mình có thể là mình không test thế nhưng mà cái ý thức là mình nên đeo bởi vì là ngoài covid 19 ra chúng ta cũng có rất nhiều các cái bệnh truyền nhiễm gây dịch khác mà lây truyền tới đường hô hấp nếu như mà mỗi một người dân mà cảm thấy mình có vấn đề về hô hấp mà mình mang khẩu trang thì cái đó rất quan trọng quy định cũng yêu cầu như vậy nhưng mà cái đó là là cần phải truyền thông nhiều hơn thì mới có thể tuân thủ tốt được thế còn một cái một số đối tượng khác nữa À, cũng 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 nên đeo tức là ở trên các cái phương tiện uh, giao thông công cộng đấy, một cái nơi mà uh, người uh, ví dụ trong ô tô biết chẳng hạn người đứng sát nhau thở uh, sát nhau chẳng hạn thì chúng ta nên đeo thì cũng uh, cũng bảo vệ được không phải tôi nhớ là khẩu trang không phải chỉ cho covid 19 mà còn cho rất nhiều các bệnh hô hấp cấp tính khác ví dụ như là cúm mùa ví dụ như là lao ví dụ như là uh, đậu mùa à, tức là là là, là À, là, là vâng đấy những cái bệnh mà lây truyền đường hấp như vậy thì à, chúng chúng ta mang khẩu trang ở những cái nơi như vậy cũng là rất tốt vừa là tiếp xúc quá gần với những người khác hai nữa tức là à, cái thông khí ở trong ấy nó kém đấy, thì cái khả năng lây nhiễm nó cao thì cũng cần thiết thế còn một số những cái trường hợp mà à, cái nhân viên y tế mà phục vụ ở những nơi công cộng những cái nơi mà thông khí nó kém anh là anh làm làm việc liên tục cả ngày ở trong đó anh phải tiếp xúc với rất nhiều đối tượng à, thì rất có thể là anh cũng dễ bị nhiễm cho nên là anh mang cũng là để bảo vệ hai nữa là à, nếu như anh bị nhiễm rồi anh cũng trở thành một cái nguồn lây nó có thể lây nhiễm cho nhiều người khác trong khi những người khác vào khu vực đó thì không phải mang khẩu trang thì những người đó tôi nghĩ là cũng cũng cần cũng cần mang vâng vâng là người trực tiếp tham gia góp ý vào cái quy định mới về đeo khẩu trang thì ông có thấy có quy định nào là không phù hợp không ạ hoặc là chưa phù hợp ạ à, tôi nghĩ là dần dần rồi thì chúng ta cũng phải phải nới nới, nới dần à, ví dụ như là trên phương tiện giao thông công cộng thì dần dần chúng ta cũng phải 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 bỏ bởi vì là nếu như người dân ý thức tốt hơn những cái người mà À, mình đang mình nghĩ rằng là mình đang mắc cái bệnh hô hấp cấp tính ý, mà mình mang khẩu trang ấy, thì mình sẽ giảm đào thải các cái tác nhân gây bệnh ra, ra môi trường ấy, thì những người khác có thể là bình an hơn thì nó đang ta chiến đấu dần thế nhưng mà trong cái điều kiện là một là dịch bệnh nó phải giảm chứ hiện nay là dịch bệnh, bệnh nó cũng nó vẫn còn cái hai nữa là chúng ta cũng nhiều bệnh truyền nhiễm khác nữa lấy đường hô hấp cái thứ ba nữa tức là cái ý thức của người dân đối với người bị bệnh bị nhiễm thì chúng chưa tốt chúng ta cũng coi nhẹ tức là mình bị nhiễm mình vẫn như bình thường như người khác để mình chứng tỏ là mình không bị gì thì như thế là cũng rất nguy hiểm cho cộng đồng cho nên là uh, dần dần thay theo cái diễn biến của bệnh cũng như là theo cái thói quen cái ý thức của người dân tốt lên thì chúng ta sẽ sẽ tiếp tục nới nữa thì nó sẽ sẽ tốt hơn vâng thưa phó giáo sư là uh, Bộ Y tế cũng đã bỏ cái quy định bắt buộc đeo khẩu trang đối với trẻ dưới 5 tuổi. Điều này có ý nghĩa như thế nào ạ? cái trẻ nhỏ mà mang khẩu trang thì nó có nó có mấy vấn đề một là cái hiệu quả nó không cao vì sao ạ Bởi vì là cái cái kích cỡ để khẩu trang ở cho nó vừa với lại cái cái mặt của trẻ đấy, cái thứ hai nữa là bản thân trẻ nó cũng không nó nó nó, nó năng động nó nó kiểu như là, là, là không hợp tác đấy tức là cái khả năng để mà cái hợp tác cái ý thức của nó để hiểu được ý nghĩa nó nó cũng không không tốt Đấy, cho nên là có thể mang nhưng mà lại không đúng cách hoặc là có khẩu trang mang đúng cách nhưng mà nó lại không vừa nó không phù hợp. cái thứ ba nữa là trẻ năng động chạy nhảy nhiều nếu chúng ta mang khẩu trang mà uh, nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái 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 hấp của trẻ. Ừ. vâng à, trong quy định mới thì bộ y tế không bắt buộc đeo khẩu trang trong trường học nhưng mà hiện nay có một số trường học thì vẫn yêu cầu học sinh đến trường phải bắt buộc đeo khẩu trang trong khi mà vẫn tổ chức ăn bán chú và các cái hoạt động tập thể khác, điều này bất cập như thế nào thưa ông? À, cái này cũng đã bàn nhiều ngay cả trong những cái thời điểm mà dịch nó cao trào năm ngoái thì cũng đã bàn đến cái chuyện, cái chuyện này nhiều rồi và tôi nghĩ rằng là nếu như trong một cái môi trường đồng nhất như vậy đấy, và à, trẻ mà mang khẩu trang liên tục đấy, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chuyện tức là rồi thì cô cũng mang khẩu trang nó ảnh hưởng đến cái chuyện tức là giao tiếp mấy trường tức là uh, tiếp thu bởi ừ, vì không phải chỉ có mỗi âm thanh không mà ta còn uh, biểu hiện uh, thái độ tất cả các thứ nữa uh, thì uh, nếu như mà tất cả cũng mang khẩu trang cả thì về lâu dài nó ảnh hưởng đến cái học hành của trẻ đấy, cái thứ hai nữa là trong cái môi trường đồng nhất như vậy đấy, mà uh, bố mẹ cha mẹ cũng như bản thân các trẻ đấy, mà anh phát hiện sớm những cái những cái trường hợp những cái trẻ mà bị có cái biểu hiện hô hấp ấy À, những cái trường hợp đó mà anh yêu cầu người ta mang khẩu trang hoặc là anh có thể là là, là à, nhắc nhở để mà, 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 mà hạn chế tiếp xúc với những cái trẻ khác hoặc là thậm chí nếu như mà à, cần thiết ấy, Bị viêm hấp nặng anh thế anh có thể học online à, một số ngày à, thì như thế thì nó sẽ an toàn cho các trẻ khác và cái môi trường học trong nhà trường nó sẽ trở lại bình thường à, chứ còn lại à, tất cả đều mang khẩu trang cả thì thực tế nó cũng không có hiệu quả nhiều trong vấn đề phòng ngừa nhưng mà nó ảnh hưởng thì rất lớn cho nên là trong cái quy định vừa rồi này cũng gỡ bỏ tuy nhiên tức là một số nhà trường thì có thể là người ta chưa cập nhật đối với lại cái hướng dẫn đó cũng có thể là người ta quá sợ người ta quá sợ hãi đến cái cái, cái dịch bệnh này cho nên là người ta yêu cầu nhưng mà như thế là nó không phù hợp chúng ta phải áp dụng những biện pháp khác thêm để chủ động hơn Đấy, và phải bình thường hóa hơn, chủ động hơn tức là anh phải làm sao đấy, cố gắng làm sao nếu như anh trách nhiệm của giáo viên, nhà trường thì anh phải thông báo làm sao đấy, thì các trẻ nào đấy mà bị, bị, bị viêm đường hô hấp cấp tính thì phải mang khẩu trang. À. Đấy, cái Thứ hai nữa là mình có cái cách nào đấy để mà nhắc nhở để hạn chế à, tức là, là 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 tiếp xúc với nhiều người, nô đùa với các trẻ khác. Đấy, rồi thì thậm chí là à, có thể là anh phải kết hợp với gia đình nữa để mà ừ. Ừ. mà mà uống thuốc rồi thì ừ. xét nghiệm chẩn đoán rồi thì có thể là phải học online một vài ngày Đấy, thì nó sẽ tốt hơn chứ còn lại à, đến bây giờ rồi bộ y tế đã ra rồi nhưng mà một số những trường như vậy thì như vậy là nó không phù hợp. Vâng. Rồi. Vừa qua thì phóng viên cũng đi họp phụ huynh cho con nhỏ thì ừ. cô giáo có kể một cái câu chuyện vui như thế này đó là khi mà đeo khẩu trang ở trong lớp thì rất nhiều cháu là đeo khẩu trang và các cháu lại đeo khẩu trang với một mục mục đích khá là khác đó là để nói chuyện tự do trong lớp yeah. có nghĩa là khi mà cô giáo đang giảng bài thì các bạn nếu nói chuyện thì cô giáo sẽ không phát hiện được là bạn nào mà đúng quả thật cô giáo rất là bối rối lúng túng là nhìn xem nào cháu nào nói chuyện để nhắc nhở nhưng mà không thể nào phát hiện ra bởi vì các cháu cứ đeo khư khư với khẩu trang ấy ạ yeah. vâng vâng thưa phó giáo sư là theo quy định mới thì cái mức xử phạt đối với cái hành vi mà không đeo khẩu trang ở những nơi quy định có bắt buộc đeo khẩu trang là 1 triệu đến 3 triệu đồng. Ông có nghĩ rằng là cái việc xử phạt có khả thi không ạ? Tôi thì tôi nghĩ là cũng khó. Cái quan trọng tức là bởi vì là cái khẩu trang nó là một là một cái tức là là một cái tỷ lệ mặc dù chúng ta đã giảm đi rồi nhưng mà nó cũng có trong cái sinh hoạt đời sống nó rất là phức tạp ấy rồi thì chúng ta phải có cái lực lượng để kiểm tra giám sát ra sao, đấy, chứ không phải mà, mà, mà phạt một vài trường hợp thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều, cũng phải phạt đấy, những người nào đấy mà cố tình hoặc là đến những cái nơi ví dụ như là lên vào xe buýt chẳng hạn, hay là lên máy bay chẳng hạn mà, mà anh không không mang chẳng hạn, anh cố tình không mang khi nhắc nhở chẳng hạn thì có thể cái đó thì cũng phải cân về phải... à, cái 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 gì là mà quy định chúng ta, mà đã có chúng ta phải là cố gắng làm nghiêm. Yeah. và một trong những cái như lúc đầu chúng ta nói đấy tức là chúng ta linh hoạt nhưng mà linh hoạt thì nó phải nhanh <laughs> tức là dịch nó giảm thì ta phải giảm mà dịch nó tăng thì ta tăng chúng ngày nhiều khi chúng ta tăng lên nhưng mà giảm thì rất là chậm và... đấy, như vậy tức là nó làm nhờn đi mất các cái quy định của mình một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng đã nhận lời mời tham dự chương trình ạ